Thưa sư, khi một người nữ có tác ý đụng chạm đến chư tăng thì vì đó có phạm tăng tàng không thưa sư? Xin thưa là người nữ không phạm tăng tàng. Cái tăng tàng là tội của chư tăng, chỉ có các vị tỷ kheo thì mới phạm tăng tàng thôi, chứ còn người nữ thì không có phạm. Cho nên khi các sư kêu là không có được chạm vào các sư là để bảo vệ các sư, chứ không phải là để bảo vệ các cổ.